Nhà bà nữ là một bộ phim tử tế, đấy là điều mà tôi khẳng định. Đúng vậy, tôi thích đi ngược số đông đấy. Tôi chê em và Trịnh xong tôi khen nhà bà nữ đấy, làm gì tôi nào. Khen tôi đi. Bên cạnh những cái điều tuyệt vời, bộ phim tất nhiên là vẫn tồn tại những cái hạn chế. Vậy để làm rõ cho cái ý kiến ba phải của tôi, chúng ta hãy cùng đến và đánh giá nhà bà nữ. Cùng sơ qua về nội dung của bộ phim thì nhà bà nữ nó kể về một câu chuyện đơn giản nhưng mà bị phức tạp hóa của một gia đình gồm nhà bà nữ, chủ quán bánh canh, chủ kinh tế gia đình và mẹ của bà nữ thích ai tên Tú, đặc biệt là Tú Lơ Khơ, gái cả nhà bà nữ bán kem trộn livestream, con rể bà nữ phụ luật cua bán quán, con cái út của bà nữ, nữ cử nhân đại học ngân hàng nhưng mà thích làm đồ gốm handmade aka nữ chính. Và chúng ta sẽ được xem những gì? Những xung đột theo mức độ tăng dần trong cái nhà này và những cái thử thách cũng như là bài học cho những thành viên trong gia đình. Nghe thế thì có vẻ đơn giản, có cái gì mà hấp dẫn. Nhưng này là phim gia đình cơ mà, sự hay ho lại đến từ chính cái sự giản đơn đó. Ai cũng biết là gia đình xào xáo là cái chuyện bình thường trên quả đất xanh này. Nhưng mà để nó thật chân thực, thật đời và khơi dậy cảm xúc của người xem thì không phải là chuyện dễ dàng. Và đạo diễn Trấn Thành đã làm được điều đó. Anh đã tạo ra những cái nhân vật như bước ra từ chính cuộc đời. Đó có thể là một người đàn ông xếp sau con chó, nếu nhà có nuôi động vật, không thể hoàn thành kịp một câu nói trước khi bị chửi. Cũng có thể là một cô con gái có tư tưởng chống đối, chỉ vì mẹ luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Và cuối cùng là những con người có thể đánh đổi rất nhiều đức tính, chỉ để đổi lại một thứ, đó là sự vị tha. Tôi không biết là anh Thành đã trải qua những gì, nhưng mà để có thể xây dựng những cái nhân vật như vậy, đòi hỏi một cái sự quan sát tỉ mỉ về cuộc sống và một cái sự sâu sắc về nhân sinh quan ở độ tuổi 35. Có lẽ từ đáng thán phục là tính từ phù hợp để dùng cho đạo diễn này. Mày ăn bao nhiêu tiền mà khen nó kinh thế? Một vài bạn đã nghĩ vậy phải không? Câu nói bộ phim tử tế không phải là một lời nhận xét bâng quơ. Tôi thấy được cái sứ mệnh của Trấn Thành trong bộ phim này. Bên lề một chút, chúng ta hiện nay đang thấy quá nhiều những cái tin tức chém giết, thậm chí ngay cả giữa những cái người thân trong gia đình, nó mọc lên ngày càng nhiều. Mọi người sợ hãi và đổ lỗi cho nhiều thứ. Bộ phim này giống như một lời nhắc nhở về điều đó. Nó cho chúng ta thấy tổn thương cũng giống như là hạnh phúc, nó cần phải hình thành và vun đắp. Hôm nay chúng ta có thể bỏ qua một câu chửi rủa của người thân, ngày mai chúng ta có thể bỏ ngoài tai một câu mắng của họ hàng. Và rồi trước khi chúng ta nhận ra, một năm đã trôi qua và 365 câu chửi rủa đã được rót vào tai của mình. Chúng ta đã bị tổn thương từ lúc nào không hay, và khi vết thương đủ lớn thì không còn vui nữa đâu. Trấn Thành làm điều đó rất khéo léo và có phần ồn ào. Nhiều người nghĩ rằng cái sự ồn ào đó nó hơi vô lý, nhưng mà tin tôi đi, ngoài kia có nhiều gia đình enjoy cái sự ô nhiễm tiếng ồn đấy thật nhiều. Họ giao tiếp như thể hét vào mặt nhau. Người ngây thơ chắc còn nghĩ rằng là mọi người đang luyện công. Anh Thành nhắc rất khéo mà cũng thật sâu cay, khiến hai bạn bên cạnh tôi cứ sụt sùi bấm điện thoại chia sẻ với người yêu. Tuy là ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của tôi nhiều tí, nhưng mà vì bài học từ bộ phim là vị tha, cho nên là tôi vị tha. Nhắc đến bộ phim Nhà Bà Bán Cua mà không đánh giá phần lời thoại thì thật là có lỗi với tổ nghề review. Không phải tự nhiên mà những câu quote của phim lại xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội như vậy. Nhưng mà thật sự, đó là những câu nói rất đúng, rất là chạm đến cảm xúc. Mày vô dụng như vậy, ai phải tôn trọng mày? Đây là câu thoại của bà nữ dành cho con rể của mình. Nghe rất là hợp lý và logic đúng không? Một người đàn ông suốt ngày bị chửi rủa, vẫn ở rể, vẫn hoàn thành công việc chung của quán bánh canh là vì điều gì? Khi còn tình yêu người ta sẽ ở lại. Có những người trên đời này sẽ không kiếm được nhiều tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang không cố gắng. Bởi vì ai cũng biết để mà kiếm được nhiều tiền như là Sơn Tùng MTP chẳng hạn thì cố gắng thôi là chưa đủ. Và xã hội thì luôn có vô số những người như vậy. Ừ thì cái xu hướng hiện tại đang là thích những thứ nhanh và gọn. Nhưng mà để đánh giá một con người thì không thể nhanh và gọn được. Một câu nói khác đấy là chồng là do mày chọn, khổ thì mày chịu đi. Câu nói này khiến mình nghĩ nhiều hơn về hôn nhân. Liệu nó có thật sự là con đường duy nhất đến hạnh phúc? Con người chúng ta bị gán những cái nhiệm vụ không tên, nhưng mà thực ra cũng khá là có tên, như kiểu duy trì nòi giống, về già có người bầu bạn. Và hai cái điều này có thể không liên quan đến hôn nhân. Tôi có hỏi nhiều người bạn của mình trước khi họ kết hôn và nhận được khá nhiều câu trả lời. Cưới để tiện hơn chứ nhà xa quá, yêu nhau lâu rồi thì cưới. Đó là những cái lý do rất là đáng yêu để mà tiến tới hôn nhân, nhưng mà nó còn thể hiện một cái sự mông lung. Chúng ta làm vậy vì là vì thực sự chúng ta muốn vậy, hay là vì cái xã hội đã tiêm vào đầu chúng ta cái suy nghĩ là yêu thì phải cưới? Dĩ nhiên là bên cạnh những cái câu quote sâu sắc trong phim thì mọi người có đề cập đến cái việc là lời thoại của phim bị chửi bậy nhiều. Tôi thì tôi thấy phim chửi nhiều thì đúng, nhưng mà không bậy. Không phải vì tôi mất dạy, mà là vì mỗi gia đình đều có những cái ngôn ngữ chửi đặc trưng. Vậy nó mới đời, nó mới thú vị. Các bạn đã từng nghe câu chửi như thế này chưa?
Thằng bỏ làng này giữa trưa rồi mồm cứ oang oác như mèo mù chó chửa thế không cho ai ngủ à. Nghe nó tục nhưng mà nó cũng mang văn hóa của gia đình. Và trong phim này cũng vậy. Còn bạn nghĩ thế này chửi thề đã là nhiều thì bạn sẽ không sống sót nổi một ngày trong miền Nam đâu. Thật. Đây rồi, linh hồn của bộ phim. Có thể nói dàn nhân vật của nhà bà nữ rất là phù hợp và ăn ý trong bộ phim này. Chi mấy chục tỷ để mà thuê cơ mà, không ăn ý sao được đúng không? Từ những nhân vật siêu phụ như là thằng YouTuber siêu nhỏ chuyện luôn lấy content nhà bà nữ để làm video, cho đến những nhân vật chính đều tròn trịa và vừa đủ. Bà nữ hiện lên là một người phụ nữ không thể nào mà đáng ghét hơn, từ chất giọng cho đến tính cách. Hoàn toàn không để cho người xem cơ hội nào để mà đồng cảm. Người gì đâu mà đáy nghiến ngang như cua, đúng là nghề chọn người. Cô con gái út cũng là một nhân vật ấn tượng. Lời lẽ của cô gái này vừa thông minh, vừa chả treo và ngang. Y như cái nết của mẹ cổ. Hai mẹ con cãi nhau mà có cảm giác như là có thể mở một phiên tòa, bởi vì lý lẽ luận điểm cả hai đều đanh thép đanh sắt và làm tổn thương tuyến lệ của nhiều khán thính giả. Đó là hai nhân vật mà có lẽ là cộng đồng mạng ấn tượng và dành nhiều tình cảm nhất. Nhưng mà với mình thì mình ấn tượng với nhân vật con rể được đóng bởi Trấn Thành. Bỏ qua cái việc là Trấn Thành vừa ôm đồm cả đạo diễn lẫn diễn viên, vì xem phim ấy thì không có khái niệm thông cảm, hay là hay mà dở là dở. Nhưng mà biết gì không, vai diễn của anh Thành thực sự khiến mình có phần rưng rưng. Anh thể hiện quá là tốt cái sự mệt mỏi của một người đàn ông mà không được coi là đàn ông. Từ thần thái đến make up, đến cả những câu nói của anh cũng khiến người khác phải suy nghĩ. Đó là một nhân vật ấn tượng, một kiểu người mà tôi đã chứng kiến rất nhiều trong cuộc sống thường nhật, khiến sự đồng cảm nó lan tỏa trong cơ quan nội tạng. Và sau tất cả những cái điều trên, cuối cùng là mệnh đề mà có lẽ là Trấn Thành cùng ekip muốn gửi gắm. Bộ phim lấy đề tài gia đình để lan tỏa sự yêu thương trân trọng giữa người với người. Nhưng mà lẩn khuất trong đó có phải là một cái vấn đề mà chính đạo diễn cũng phải đang canh cánh trong lòng? Bi kịch mà gia đình ba thế hệ nhà bà nữ gặp phải, suy cho cùng cũng là hệ quả của giáo dục mà ra. Điều này không phải là sự công kích cho bà nữ, rằng bà là một người không biết dạy con, mà trái lại, bà là một người mẹ tuyệt vời. Chỉ là sự tuyệt vời của bà, như là bài hát của Sơn Tùng. Giao tiếp là chìa khóa, nhưng chìa khóa của bà nữ tới gia quyến của mình nó vụng về, nó thô lỗ và nó khó tiêu hóa đến lạ kỳ. Và nó chật. Hãy thử nhìn những người truyền cảm hứng trên thế giới này, họ có bao giờ gân cổ gân giọng lên để mà thuyết phục người khác không? Bà nữ có một câu thoại mà mình rất nhớ. Đấy là một câu thoại với cô gái út. Thế tóm lại là mày muốn gì? Một người mẹ bất lực trong việc làm con mình hạnh phúc, nhưng mà lại không phải vì bà không làm gì, mà vì bà làm gì cũng có cảm giác là đẩy con gái mình ra xa mình hơn. Trung Quốc, một đất nước rất là nổi tiếng về cái chuyện lễ nghĩa, từ miếng ăn, lời nói, phong thái đến dáng đi. Chúng ta ở thời hiện đại nghĩ rằng nó cổ hủ, nó phong kiến, nhưng từ những cái điều nhỏ nhặt đó nó tạo nên cái nền tảng của sự giáo dục. Nhà bà nữ cũng vậy. Nếu là một gia đình được giáo dục tốt, họ sẽ không chỉ trở thành một người tốt mà còn là một người có EQ cao. Không phải cứ thích nói gì thì nói, tổn thương người khác rồi tự nhận mình là người thật thà. Hãy khó tính với bản thân mình một chút và dễ tính với người khác một chút. Như vậy sẽ duy trì được cái nền hòa bình, thế giới lâu dài. Không có gì là hoàn hảo cả, trừ Emma Stone, và bộ phim này cũng vậy. Điều đầu tiên mình muốn nhắc đến là mối quan hệ và phản ứng hóa học của tình yêu mới nhú giữa con út bà nữ và Việt Kiều John. Thứ nhất là anh John khóc hơi nhiều so với một cái Việt Kiều sống ở Mỹ lâu năm. Thứ hai là mấy câu thả thính của John thành công bởi vì là khuôn mặt của anh. Không thích, không hay, không ấn tượng. Hạn chế tiếp theo là cách dẫn chuyện. Mở đầu phim là lời dẫn giới thiệu nhân vật của con út bà nữ về từng thành viên trong gia đình. Nó hơi thiếu tính điện ảnh hiện đại, nó hơi truyền hình dài tập nhiều season. Và cuối cùng là phần thoại. Đừng vội thắc mắc tại sao lúc nãy khen thoại lấy khen thoại để mà bây giờ thì lại chê. Nó không hẳn là chê, nhưng mà nó vẫn là chê. Nó bị lấn cấn ý, bởi vì nhân vật trong phim ăn nói đều chữ nghĩa. Câu nào câu nấy nói ra đều thành quote hết, nên là nó hơi phi thực tế. Giá mà có một ông mà những đoạn cao trào nói ấp úng một tí thì sẽ rơi nhiều nước mắt hơn. À mà thấy nhiều người ca thán về cái kết của phim, về cách mà nữ chính kết thúc mối lương duyên đầy lãng nhách, thì với cương vị là một người đã trải qua một cái mối tình dài và vài mối tình ngắn, tức là cái ông mà viết kịch bản này, ông ấy như thế, còn mình thì không, ok. Và kinh nghiệm cày nhiều love drama của Mỹ, thì mình thấy là quyết định của nữ chính rất là đời. Nhà bà nữ là một bộ phim nhiều phụ nữ nhưng mà không có nữ quyền. Một bộ phim mang nhiều bài học đạo đức cần được chiêm nghiệm và nâng niu, lời thoại của nhân vật thực tế. Thi thoảng không, câu chuyện khá là chỉn chu, hơi nhức đầu nhưng mà giải quyết thì ổn thỏa. Chấm điểm là bánh canh ngon trên cô út xinh.